Rồi, hello chào anh em ha. Thì nhiều anh em có thắc mắc và hỏi mình á, tại sao mình lại đi cộng dây bơm xăng của Sirius FI. Thì ở clip này mình sẽ giải đáp thắc mắc cho anh em ha. Đây. Này thì mình đã gỡ ốp hết rồi, gỡ bốn nó hết rồi. Thì mình nói chung là mình gỡ ra nhưng mà mình chưa có nhấc lên. Giờ mình sẽ nhấc lên cho anh em coi. Đó, anh em thấy lý do tại sao mà mình đi dây báo xăng của Sirius FI không? Thấy lý do chưa? Là khi mà mình gỡ cái bơm thùng xăng lên á, nó đủ dài để cho mình nhấc ngược cái đít này lên. Khi mà mình nhấc ngược cái đít này lên á, mình rất là dễ xử lý cái này, mình rút ra rất là nhẹ nhàng. Còn nếu mà mình đi cái cọng dây mà nó vừa đủ á, cái thứ nhất, anh em nhìn thấy cái lỗ trên này không? Cái thứ nhất là mình gỡ ở đây là rất khó rồi. Tại vì cơ bản á, là cái chỗ này này, nó gần mí, nó cấn, nó không có cấn. Mà nó còn một khoảng cỡ một chút xíu nữa là nó đục. Mà nó nằm trong cái hốc hẹp nữa, nó nhỏ nữa. Nên là mình không thể nào mà mình gỡ ở đây được. Đó, nên buộc á, nếu mà mình muốn gỡ ở đây á, là mình gỡ nguyên cái cục FI lên luôn, cục kim full lên luôn. Thì mình mới gỡ được ha, mình nhấc nghiêng nó qua là mình gỡ được. Còn cái thằng này á, mình muốn gỡ thằng này á, nếu mà mình đi cụm dây ngắn mà vừa đủ á, thì buộc là mình phải gỡ ở, mình để nó nằm ở bên trong. Rồi bắt đầu mình lấy tô vít á, mình nạy từ từ. Nói chung thì mình phải nạy cẩn thận, chứ không là nó bị gãy cái chốt này. Còn như mình đây này, mình đi cái cọng dây Sirius FI này, mình nhấc ngược nó lên để mình rất là dễ gỡ, dễ tháo nha. Mình không phải sợ. Đó, giống như đây này, mình gỡ cho anh em coi nha. Gỡ luôn, đó mình để ngược nó lên. Mình để ngược thì mình lấy cái gì mình kê, nhớ trước khi mình để ngược lên á, thì mình kê cái gì, miếng giấy gì đó, mình kê cho nó khỏi bị chảy sườn hoặc là chảy cái dàn áo nhựa gì đó. Bây giờ mình sẽ lấy cái gì mình kê cho anh em coi. Thấy không? Nhớ trước khi mình nhờ ấy là mình hút hết xăng ra nha, xăng ra cho nó cẩn thận. Đó, mình kê lên là thấy không, rất là thoải mái, dây nó không bị cấn, rất là thoải mái. Đây rồi, mình lại này, mình để nguyên cho anh em dễ nhìn ha. Đó, mình nhấc cái này lên này, nhẹ nhàng thấy không, thoải mái không. Bắt đầu mình rút ra này, anh em thấy chưa, rất là nhẹ nhàng. Còn mình để ở trong góc á, nói chung là mình nạy thì cũng vẫn được, nhưng mà mình phải cẩn thận xíu, nó rất là khó làm. Đó, nên là mình mới đi cái cọng dây Sirius FI này ha, nó rất là thoải mái. Mỗi lần mà mình mở ra mình tháo vô á, rất là dễ. Đó rồi, thì vậy thôi. Mình muốn nói về vấn đề với anh em là tại sao mình lại đi cộng dây Sirius FI này. Mình vấn đề nó đi chứ mình không đi cộng khác. Đó. Bây giờ còn khi mà mình gắn vô á, cộng dây nó sẽ nằm ở trong đây. Nó chả có ảnh hưởng gì hết. Đó, nó cứ nằm cái thế như vậy thôi. Nó không có đụng gì hết ha. Nó không có đụng cái cây dây của mình đâu. Đó, thoải mái. Để mình quay cái hốc cho anh em coi. Đó, thì mình cho anh em coi cái thế của cộng dây nó nằm như thế nào nha. Nè, nó đi nằm ở đây, nó uốn quanh xuống đây. Uốn quanh xuống đây, nó lượn xuống đây. Mình cho nó nằm vô cái rãnh này, cái khe này. Khe này là zin của nó đã có sẵn như vậy ha. Đó, mình nằm trong đây. Nó bắt đầu nằm cặp bên hông cái bô e zin. Đó, cái dây này là dây đèn trợ sáng của mình. Đó, mình câu. Đó, anh em thấy không? Nó nằm cặp ở dưới, nằm luôn ở đây, không ảnh hưởng hết. Này, thấy không? Nằm rất là thoải mái ha, nằm uốn lượn lên. Uốn lượn lên ha, nó không có bị gấp khúc nha. Cái này không phải gấp khúc nha. Đó, nó uốn lượn lên rồi bắt đầu nó cắm vào đây. Thì cái thằng dây của hàng Sirius FI á, nó có hai lớp bảo vệ lận chứ không phải một lớp đâu. Đây này anh em thấy không? Này, anh em thấy có một cái lớp này không? Có một cái ống ở ngoài nữa thì nó đi vòng hết cái cọng dây này luôn. Nè, nó đi vòng tới bên này luôn. Này, anh em thấy không? Nằm đeo vòng tới đây luôn, là có nghĩa là có hai lớp bảo vệ, mà trong chưa kể là trong cái dây này này rất là dày nha. Rất là nhìn nó rất là dày luôn. Đó. Thì đảm bảo sau một thời gian dài sử dụng không có vấn đề gì hết. Đó. Rất là thoải mái ha. Đó, mình đi lâu rồi, bụi bặm quá trời này thấy không? Đi cũng khá là lâu nha. Đó, cái thế của nó, cái cọng dây nó nằm vào này anh em. Mình nếu mà mình kỹ á, mình lấy gút, mình gút nó lên cái phần sườn này này, rất là thoải mái, không có vấn đề gì hết đấy. Mình bao nhún luôn này anh em thấy không? Nhún đụng thoải mái luôn. Đó. Không? Cái phục này của mình Racing Boy này mình đi cũng khá là lâu ha. Để bữa nào rảnh thì mình sẽ review cái phục này cho anh em coi. Cái phục bây giờ đi vẫn ngon luôn đó. Cái này mình tăng trịch này nha. Đó. Anh em thấy không? Nằm cái thế của cái dây nó nằm vào nè. Đó.
Rồi thì cảm ơn em xem clip của mình. Thì mình làm chủ yếu để chia sẻ nhanh cho anh em coi thôi.